về cách mạng giải phóng dân tộc. Thế như buổi trước chúng ta đã tìm hiểu cái nội dung về cái tư tưởng Hồ Chí Minh về cái vấn đề độc lập dân tộc. Thì cái vấn đề độc lập dân tộc thì chúng ta biết rằng là cái vấn đề dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta quan tâm tìm hiểu đó là cái vấn đề gì? Dân tộc thuộc địa, đúng không ạ? Và trong vấn đề dân tộc thuộc địa đó thì cái vấn đề độc lập dân tộc được coi là cái vấn đề gì? Cốt lõi và được đặt lên hàng đầu của các cái dân tộc thuộc địa. Và ở Việt Nam cũng vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì suốt cả cuộc đời người gì luôn luôn gì theo đuổi một cái mục tiêu, một cái lý tưởng đó là làm sao cho gì nước nhà được hoàn toàn độc lập và gì nhân dân có được cuộc sống ấm no, tự do và gì và hạnh phúc. Và đó chính là cái tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là cái nội dung mà gì sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cái quá trình lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Thế thì chúng ta thì đã tìm hiểu xong cái nội dung một nhỏ, thì tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung hai nhỏ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Thế thì trong cái nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ấy, nó bao gồm có, rồi các bạn nhận được màn hình chia sẻ chưa ạ? Nó bao gồm có 5 cái quan điểm, đúng không ạ? 5 quan điểm này thì nhất quán từ trong cái cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 cho đến gì ạ? Trong suốt cái quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam với 5 cái quan điểm. Đó là cái quan điểm về cái con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Rồi là gì ạ? Thứ hai đó là cái lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, đó là phải được đặt dưới sự lãnh đạo của gì? Của giai cấp công nhân. Đấy, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và cái lực lượng để thực hiện giải phóng dân tộc đó phải là lực lượng của toàn thể, đoàn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam trên cơ sở gì ạ? Liên minh giữa công nông, đúng không ạ? Và gì ạ? Cái tư tưởng Hồ Chí Minh về cái vấn đề là gì ạ? Phải luôn luôn đặt cái vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc phải được đặt lên hàng đầu và phải luôn luôn có cái mối liên minh gắn bó chặt chẽ với cái gì? Cái phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản. Rồi là gì ạ? Cái phương pháp cách mạng đó là phải được thực hiện bằng cái con đường gì? Cách mạng bạo lực. Đấy chính là 5 cái quan điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở hai cái tiết đầu tiên. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cái quan điểm đầu tiên, đó là cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi triệt để thì phải gì ạ? Đi theo con đường cách mạng vô sản. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cơ sở hình thành của quan điểm này, nội dung của quan điểm và ý nghĩa của quan điểm. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cái cơ sở hình thành của quan điểm. Cơ sở hình thành quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cái con đường cách mạng vô sản phải dựa trên cái cơ sở gì về mặt thực tiễn và ở Việt Nam và trên thế giới trong cái quá trình khảo nghiệm từ cái thực tiễn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam cũng như là các cái phong trào ở cách mạng tư sản trên thế giới, ở các cái phong trào cách mạng tháng 10 Nga. Để từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra được một cái kết luận về cái diện con đường cách mạng vô sản phải được tiến hành trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thực tiễn của Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Thì những cái buổi trước cô cũng đã diện nhấn mạnh đến cái nội dung này rồi. Cho nên ở đây thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn một chút thôi, đúng không ạ? Đó là gì? Thứ nhất là xuất phát từ chính cái gì? Cái mâu thuẫn xã hội. Cái mâu thuẫn xã hội khi mà thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã biến Việt Nam từ một cái nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Từ đó mà trong xã hội Việt Nam cái mâu thuẫn gì? Dân tộc là cái mâu thuẫn gì ạ? Cơ bản và gay gắt nhất trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà diện xuất hiện nhiều những cái phong trào đấu tranh yêu nước và giải phóng dân tộc của Việt Nam trong thời kỳ này với những cái khuynh hướng, với những cái hệ tư tưởng tiêu biểu. Trước hết đó là phong trào theo hệ tư tưởng phong kiến, tiêu biểu cho cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến thì có phong trào Cần Vương, phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên thì các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến đã diện đi đến thất bại bởi vì cái hệ tư tưởng đó thực sự là
cho cách mạng Việt Nam trong cái thời đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Không tập hợp được là gì ạ? Đông đảo lực lượng của quần chúng nhân dân và cũng không đủ sức mạnh để có thể diện đấu tranh chống lại cái chế độ áp bức của chủ nghĩa đế quốc và thực dân, và chứng tỏ cái diện cái sự bất lực của cái hệ tư tưởng phong kiến trước những cái yêu cầu mới đặt ra cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Và cái khuynh hướng thứ hai với cái hệ tư tưởng đó là hệ tư tưởng dân chủ tư sản. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản được các nhà trí thức phong kiến yêu nước của Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã tiếp thu chen diện cái nền hệ tư tưởng dân chủ tư sản từ những cái phong trào của gì ở Nhật, rồi là gì của cách mạng dân chủ tư sản của gì của Tôn Trung Sơn như buổi đầu tiên cô đã giới thiệu cho các bạn, đúng không ạ? Từ Trung Quốc, dưới những cái sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng đó, coi như là gì lúc đó giống như một cái luồng gió mới được gì ạ, được các nhà trí thức phong kiến yêu nước Việt Nam tiếp thu và gì ạ, thực hiện đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thời kỳ này theo cái hệ tư tưởng đó. Tiêu biểu cho cái cuộc đấu tranh cho cái hệ tư tưởng này đó là cái phong trào đấu tranh gì ạ, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh. Với cái phong trào Đông Du của Phan Bội Châu ấy, thì ông chủ trương là đưa những thanh niên yêu nước của Việt Nam sang Nhật để du học, đúng không ạ? Với cái tư tưởng là đồng châu, đồng chủng, đồng văn. Đồng châu, đồng chủng, đồng văn. Và ông có viết một cái bức thư gọi là hải ngoại hiến thư gửi cho gì ạ? Cho Nhật Bản, đúng không ạ? Gửi cho bên Nhật Bản để khích tướng. Với cái điều là khích tướng, đúng không ạ? Khích tướng, nhưng mà ông không hiểu được cái bản chất, đúng không ạ? Không hiểu được cái bản chất rằng là gì ạ? Chủ nghĩa đế quốc, đúng không ạ? Không hiểu được bản chất của chủ nghĩa đế quốc là gì ạ? Chúng cấu kết với nhau, đúng không ạ? Nhanh chóng Nhật đã cấu kết với Pháp và trục xuất những thanh niên yêu nước Việt Nam ra khỏi Nhật. Đó. Hay là phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh thì lại chủ trương là gì? Dựa vào cái thế lực của Pháp để gì đòi cái chế độ phong kiến phải thực hiện là gì ạ? Mở rộng dân chủ, phải cải cách, nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, hậu dân sinh. Và cái phương pháp của ông đó là gì? Phương pháp đấu tranh hòa bình. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là tất cả những cái phong trào yêu nước theo cái hệ tư tưởng dân chủ tư sản trong cái thời kỳ này thì đều đi đến thất bại. Cái nguyên nhân của thất bại của trước cô đã phân tích cho các bạn, đúng không ạ? Một trong những cái nguyên nhân hết sức quan trọng đó chính là cái gì ạ? Chúng ta thấy giai cấp tư sản trong cái thời kỳ này ở Việt Nam, đúng không ạ? Thì cái lực lượng của giai cấp tư sản nó chưa có cái vị thế, chưa gì ạ, có cái vị thế trong xã hội. Và gì ạ, giai cấp tư sản ở Việt Nam thì còn rất là gì ạ, còn rất là nhỏ yếu, đúng không ạ? Cái lực lượng còn yếu, cho nên là chúng ta thấy đặc biệt là cái hệ tư tưởng dân chủ tư sản đó tuy là mới mẻ ở Việt Nam nhưng mà gì ạ, so với thời đại, đúng không ạ? Với cái cuộc cách mạng tháng 10 Nga thì thực sự là gì ạ, cũng đã lỗi thời. Cho nên là gì ạ, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này khi mà đánh giá về cái con đường cứu nước của các cái bậc tiền bối thì người đã nhận định rằng con đường cầu viện Nhật Bản của Phan Bội Châu chẳng khác gì là gì, đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau. Con đường cải lương của Phan Chu Trinh thì chẳng khác gì xin giặc Pháp rủ lòng thương. Con đường của cụ Hoàng Hoa Thám tuy có phần thực tế là trực tiếp đấu tranh chống Pháp nhưng vẫn còn mang nặng cốt cách phong kiến. Cho nên là chúng ta thấy rằng là gì, tất cả những cái phong trào yêu nước Việt Nam và nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì gì ạ, đều thất bại, đúng không ạ? Đều đi đến thất bại. Và gì ạ, ở trên cái cơ sở là gì, sự thất bại, chính cái sự thất bại của cái phong trào yêu nước Việt Nam vào cái thời kỳ này, cho nên là gì ạ, cái sự bế tắc của các cái phong trào theo các cái gì, hệ tư tưởng đó, vì vậy mà đặt ra một cái yêu cầu là cần phải tìm ra một cái hệ tư tưởng tiên tiến để có thể đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thì lúc này gì ạ, đã gì ạ, Chủ tịch của Nguyễn gì ạ, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, và Bác Hồ của chúng ta đã thực hiện khảo sát thực tiễn của các cái cuộc cách mạng trên thế giới, trong đó người đã khảo sát gì các cuộc cách mạng điển hình như là Anh Pháp Mỹ. Anh Pháp Mỹ từ năm 1911 cho đến trước năm 1920, đúng không ạ? Đây là cái quá trình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khảo nghiệm các cái cuộc cách mạng trên thế giới, và trong đó có cuộc cách mạng điển hình đó là cuộc cách mạng tư sản Anh Pháp Mỹ, với cái sự hấp dẫn của những cái khẩu hiệu đó là tự do, bình đẳng, bác ái. Nhưng trên thực tế
thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là gì ạ? Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ đều là những cái cuộc cách mạng gì ạ? Không đến nơi, không triệt để. Cách mệnh Pháp gì? Tiếng là Cộng hòa Dân chủ, nhưng kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức và bóc lột thuộc địa. Trong thế gì ạ? Và gì ạ? Giai cấp công nhân, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục phải mưu cách mệnh thêm một lần nữa. Rồi cách mệnh Mỹ thì sao? Đã thành công hơn 150 năm nay, nhưng công nông Pháp vẫn cứ phải gì? Mưu cách mệnh lần thứ hai. Rõ ràng đó là những cái cuộc cách mệnh gì ạ? Không triệt để, đúng không ạ? Trên đầu của tượng nữ thần tự do thì ánh sáng tỏa khắp muôn nơi, nhưng dưới chân tượng nữ thần tự do thì vẫn còn cái bóng tối. Điều đó chứng tỏ rằng là những cái khẩu hiệu đó là những cái khẩu hiệu mỹ miều để mị dân, còn trên thực tế thì đời sống của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vẫn gì ạ? Vẫn cực khổ, họ vẫn gì? Họ vẫn mưu cầu đấu tranh để giành được hạnh phúc, để giành được một cái gì ạ? Cái quyền bình đẳng tự do thật sự, cái quyền bình đẳng thật sự của con người. Đấy, do đó mà gì ạ? Trong khoảng 10 năm trước khi đến với chủ nghĩa Mác Lênin thì Bác Hồ của chúng ta chưa thể tìm ra được cái con đường cứu nước và giải phóng cho dân tộc. Và phải đến năm 1920 với cái gì ạ? Sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Thì bác mới gì? Mới tìm ra được cái con đường cứu nước giải phóng cho dân tộc đó. Đúng không ạ? Khi mà cách mạng tháng 10 Nga thành công đấy, thì bác đã gì? Từ Anh sang Pháp. Đúng không ạ? Từ Anh sang Pháp và bắt gặp được cái luận cương đó. Và các bạn lưu ý rằng cái người đầu tiên mà đọc cái tác phẩm luận cương này chưa phải là Nguyễn Ái Quốc, mà người đầu tiên đó chính là gì? Là luật sư Phan Văn Trường. Là luật sư Phan Văn Trường mới là người đầu tiên đọc cái gì ạ? Cái sơ thảo lần thứ nhất luận cương đó. Thế nhưng mà người đầu tiên tìm ra cái con đường cứu nước giải phóng dân tộc từ cái tác phẩm này lại chính là gì ạ? Bác Hồ của chúng ta. Đúng không ạ? Lại chính là Bác Hồ của chúng ta. Đấy. Và sau này thì bác đã kể lại rằng là gì ạ? Khi mà đọc được cái tác phẩm luận cương đó thì bác đã gì ạ? Như muốn nói to lên như đang đứng trước quần chúng đồng bào đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta. Đây là gì? Đây là con đường giải phóng của chúng ta. Và gì ạ? Khẳng định một cách chắc chắn rằng là gì? Cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam muốn giành được thắng lợi thì phải gì ạ? Phải đi theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường cách mạng tháng 10 Nga. Đó là gì? Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và gì ạ? Cách mạng tháng 10 Nga trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng tháng 10 Nga là thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái quyền tự do và bình đẳng thật sự chứ không phải tự do và bình đẳng giả dối như là thực dân Pháp đã rêu rao bên An Nam. Chính vì thế mà gì ạ? Bác đã gì ạ? Lựa chọn cái con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, đó chính là cái con đường cách mạng vô sản. Xuất phát từ gì ạ? Cái việc khảo sát, khảo nghiệm thực tiễn Việt Nam, thực tiễn cách mạng thế giới và thông qua cái gì ạ? Đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga và cái sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc thuộc địa, và khẳng định chắc chắn về cái con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Đây chính là cái cơ sở hình thành về cái quan điểm này. Vậy thì cái nội dung của cái quan điểm Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản thì lại gì ạ? Nó thể hiện cái sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó được thể hiện thứ nhất đó là gì ạ? Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp. Nhưng trong đó thì gì ạ? Bác Hồ của chúng ta lại khẳng định là giải phóng dân tộc phải là vấn đề lên trên hết và trước hết. Có nghĩa là gì ạ? Người đã kế thừa cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về cái mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp phải có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng phải gì ạ? Vận dụng vào cái điều kiện hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam thì lại phải đặt cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Bởi vì sao? Bởi vì các cái dân tộc thuộc địa thì cái khát vọng lớn nhất của họ đó chính là một nền độc lập dân tộc. Và Bác Hồ của chúng ta cũng đã khẳng định rồi, độc lập dân tộc nó chính là gì ạ? Cơ sở, đúng không ạ? Để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có độc lập dân tộc thì gì?
mới gì đem lại được cái tự do, hạnh phúc, cơm no và áo ấm cho phía cho nhân dân. Đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là gì? Trong cái thời kỳ của chủ nghĩa đế quốc thực dân xâm lược Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không có một chút quyền tự do dân chủ nào, tất cả mọi giai cấp trong xã hội đều bị áp bức. Đúng không ạ? Thế nếu như chúng ta không giải phóng dân tộc được thì rõ ràng là tất cả mọi giai cấp tầng lớp trong xã hội của Việt Nam chắc chắn là gì cũng sẽ không bao giờ có thể được giải phóng, đều bị kìm kẹp dưới rãnh thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Cho nên vấn đề giai cấp phải được đặt bên trong quyền lợi của dân tộc, quyền lợi của giai cấp phải đặt trong quyền lợi của dân tộc. Và gì ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được quyền lợi cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể dân tộc còn phải chịu mị mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của đại bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Do đó giải phóng dân tộc nó chính là cơ sở, điều kiện tiền đề để gì ạ? Thực hiện những cái gì? Cái quyền lợi của từng bộ phận giai cấp trong xã hội. Và gì ạ? Cái sáng tạo thứ hai đó là gì? Cái độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là cái nội dung cốt lõi của con đường cách mạng vô sản. Và gì ạ? Trong cái cương lĩnh chính trị đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là gì? Chủ trương phải làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đó là cái mục tiêu, là cái con đường mà Bác đã vạch ra cho cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam ngay từ năm 1930. Thì cái điểm sáng tạo ở chỗ nào? À, thì các bạn thấy rằng là tại Đại hội 6 của Quốc tế Cộng sản, đúng không ạ? Đại hội 6 năm 1928 thì cũng đề cập đến việc tư sản dân quyền cách mạng. Nhưng cái tư tưởng của Đại hội 6 của Quốc tế Cộng sản thì sao? Tư sản dân quyền cách mạng là phải giải quyết cái gì ạ? À, phải giải phóng giai cấp vô sản ở các nước chính quốc trước. Thế sau đó thì sẽ giúp đỡ cho giải phóng dân tộc ở các dân tộc thuộc địa. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì ạ, trong cái chánh cương văn tắt thì người đã giải thích rằng là gì ạ? À, tư sản dân quyền cách mạng, tức là con đường cách mạng ở Việt Nam đó là phải làm tư sản dân quyền cách mạng. Có nghĩa là đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, chống lại cái gì ạ? Ách thống trị của thực dân để làm cho nước An Nam được hoàn toàn độc lập. Để làm cho nước An Nam được hoàn toàn độc lập có nghĩa là gì? À, có nghĩa là phải đặt cái vấn đề giải phóng dân tộc gì? Phải là đặt lên hàng đầu, phải đặt lên trên hết và trước hết. Đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là đó là cái sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh so với cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin cũng như Tổ chức Quốc tế Cộng sản. Bởi vì gì ạ? Cái sự sáng tạo đó nó xuất phát từ chính cái hiện thực, xuất phát từ chính cái thực tiễn của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đặt ra, đúng không ạ? Và đã được chứng minh trong thực tiễn, đúng không ạ? Và cái gì ạ? Ý nghĩa của cái quan điểm này quan điểm Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam muốn giành thắng lợi triệt để phải đi theo cái con đường cách mạng vô sản thì đã chính thức chấm dứt một cái thời kỳ khủng hoảng về bế tắc về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và đây là một cái con đường tất yếu phù hợp với lịch sử xã hội Việt Nam đặt ra vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Và nó phù hợp với cái xu thế phát triển của lịch sử. Đó là con đường giành thắng lợi triệt để mang lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đây chính là những cái ý nghĩa rất là quan trọng, đúng không ạ? Rất quan trọng của cái con đường giải phóng dân tộc Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Cái quan điểm thứ hai của Hồ Chí Minh đó là cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện của Việt Nam muốn thắng lợi thì phải gì ạ? Do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trước hết là gì ạ? Ở cái tính tất yếu phải có đảng lãnh đạo. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh ấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã khẳng định là gì? Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.
đúng không ạ? Và gì ạ, à, cách mạng là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một hay hai người. Vì cách mệnh phải có tổ chức mới giành được thắng lợi. Sức cách mệnh cần phải tập trung, và muốn tập trung thì phải có đảng. Rồi là gì ạ? Đảng, sức mạnh của nhân dân chỉ có thể được phát huy khi mà được tập hợp, tổ chức và đoàn kết bởi một tổ chức chính trị, đó là Đảng Cộng sản. Và gì ạ? Thì mới trở thành một lực lượng to lớn, giống như là nhiều chiếc đũa bó lại thành một bó chứ không phải mỗi chiếc một nơi. Thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Nó rút ra từ chính những cái bài học lịch sử của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Một trong những cái nguyên nhân mà thất bại đó là không có được một cái tổ chức, với những cái đường lối và hệ tư tưởng đúng đắn soi đường. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta sau khi tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin thì đã gì ạ, ra sức chuẩn bị về tất cả mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, và lấy cái gì ạ, lấy hệ tư tưởng của gì, của chủ nghĩa Mác Lênin, đúng không ạ, làm nền tảng. Vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam có cái vai trò như thế nào? Vai trò như thế nào? Thì gì ạ? Trước hết là Đảng thì có vai trò đề ra cái cương lĩnh, đường lối cách mạng, giải phóng dân tộc. Đề ra cương lĩnh, đường lối cách mạng, giải phóng dân tộc. Thì các em biết rằng là gì ạ? Ngay sau khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, thì gì ạ? Bác Hồ của chúng ta đã viết cái cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Và trong cương lĩnh đó thì đã vạch ra đầy đủ những cái gì ạ? Đã vạch ra tất cả những cái mục tiêu về con đường, về lực lượng, về phương pháp cách mạng, phải không ạ? Đó, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đảng đã đề ra cái cương lĩnh đường lối. Rồi là thứ hai đó là gì? Đó là một tổ chức mà vận động giáo dục thuyết phục nhân dân tin đi theo giác ngộ theo chủ nghĩa lý tưởng của Đảng. Thì trước năm 1945, Đảng ta chủ yếu lãnh đạo bằng cái phương thức là gì? Vận động, giáo dục và thuyết phục quần chúng nhân dân, đúng không ạ? Nhưng mà sau năm 1945 khi Đảng trở thành Đảng Cộng sản cầm quyền, tức là Đảng có chính quyền trong tay, thì sẽ Đảng sẽ lãnh đạo thông qua cái gì ạ, bằng nhiều những cái phương thức, đó là ví dụ như là gì ạ, thông qua cái tổ chức cán bộ, thông qua nêu gương, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều cái gì ạ, thông qua phương pháp gì ạ, vận động quần chúng nhân dân, đó, thông qua gì ạ, đề ra đường lối, cương lĩnh, đó là những cái phương pháp, cái phương thức lãnh đạo của Đảng. Và Đảng lấy nền tảng lý luận đó là gì? Chủ nghĩa Mác Lênin. Nền tảng lý luận của Đảng đó là chủ nghĩa Mác Lênin, đúng nào? Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh thì người đã khẳng định là gì ạ? Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất đó là chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có chí khôn và tàu không có bàn chỉ nam. Trong giai đoạn hiện nay, theo các bạn hãy dựa vào những cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã được học ở những cái buổi trước. Bạn nào cho cô biết rằng là gì ạ? Vào thời điểm nào thì gì ạ? Đảng ta đã có cái sự nhận thức đúng đắn về cái gì ạ? Cái giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có một bước tiến trong nhận thức đúng đắn về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, và đưa tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đại hội nào ạ? Và từ năm bao nhiêu mà gì ạ? Đảng ta đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác Lênin trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Bạn nào trả lời ạ? Câu này nhẽ ra chúng ta phải diện trả lời thật là nhanh vì là gì, cô đã nhấn mạnh ở những cái buổi trước rồi.
Cô mời bạn Bùi Thu Hồng nào. Bạn Bùi Thu Hồng. Bùi Thu Hồng vắng đúng không ạ? Bạn Bùi Thu Hồng trả lời bằng mic đi. Rồi xin mời bạn khác. Xin mời bạn Đoàn Duy Khánh nào. Đoàn Duy Khánh đâu? Rồi cô mời bạn Duyên. Thưa cô, là đại hội lần thứ 7 từ năm 1991 ạ. Rồi cảm ơn em. Chính xác là gì ạ? Từ đại hội 7 năm 1991 đúng không ạ? Cô gọi bạn Khánh thì mà không thấy bạn Khánh trả lời là coi như bạn Khánh đã vắng buổi học ngày hôm nay nhá. Từ đại hội 7 năm 1991 thì Đảng ta đã chính thức đã có những cái bước tiến trong nhận thức về cái giá trị của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không ạ? Và đã đưa tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin đã trở thành cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi mà đi dạy chính trị đầu năm cô cũng hỏi cái câu này rất nhiều. Thế nhưng mà các bạn hầu hết là các bạn không không biết và không trả lời được. Không hiểu vì sao mà chúng ta đã gì ạ? Học những cái môn đúng không? Học những cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh rồi học môn lịch sử đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đây là môn đường lối mà các bạn lại không trả lời được. Chúng ta học trước quên sau đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây là một cái nội dung rất quan trọng. Chúng ta chống sống trong cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa, sống dưới sự lãnh đạo gì ở trong cái chế độ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta cũng phải có cái ý thức, cái trách nhiệm trong cái việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nên là ít nhất là chúng ta cũng phải gì ạ? Chúng ta cũng phải biết được rằng là cái hệ tư tưởng, cái nền tảng tư tưởng của Đảng ta là cái gì. Chúng ta mới có cái ý thức trong cái việc bảo vệ được. Rồi cái ý nghĩa của cái quan điểm, ý nghĩa của quan điểm là gì ạ? Cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam muốn giành được thắng lợi thì phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thứ nhất đó là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã phát triển sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin về Đảng Cộng sản. Và cái sự sáng tạo đó thì cô sẽ trình bày cho các bạn rõ hơn ở cái nội dung của chương 4. Vì có nguyên một cái nội dung của một chương, dành ra nửa chương để chúng ta sẽ được học về cái nội dung là tư tưởng Hồ Chí Minh về về Đảng Cộng sản Việt Nam đúng không ạ? Về Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là nội dung này thì sẽ được tìm hiểu rõ hơn ở trong cái nội dung của chương thứ tư. Rồi là gì ạ? Đáp ứng được cái nguyện vọng, cái yêu cầu cấp thiết của dân tộc Việt Nam có một cái tổ chức cách mạng với đường lối lãnh đạo khoa học để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Các em biết rằng là sau khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì đã giành địa đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều những cái thắng lợi to lớn đúng không ạ? Và diện trong giai đoạn hiện nay chúng ta thấy rằng là đã giành được độc lập dân tộc và tiếp tục thực hiện cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục trên cái con đường là gì? Tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái quan điểm thứ ba. Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công nông làm nền tảng. Vậy thì cơ sở hình thành nên quan điểm đó là gì? Thứ nhất, đó là cái cơ sở lý luận. Thứ hai là cơ sở thực tiễn. Trước hết là cái cơ sở lý luận để hình thành nên cái quan điểm này, đó là diện xuất phát từ chủ nghĩa quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và cái truyền thống trọng dân của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin, cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về cái vai trò của quần chúng nhân dân ấy, thì chủ nghĩa Mác Lênin đã khẳng định là gì ạ? Quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo ra lịch sử và cách mạng là ngày hội của quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo ra lịch sử và cách mạng là ngày hội của quần chúng nhân dân. Đó. Và
cái truyền thống trọng dân của dân tộc Việt Nam. Bạn nào có thể gì ạ? Chúng ta biết những cái câu nói, những cái tư tưởng của các cái gì ạ? Các cái nhà tư tưởng ở trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã có những cái khẳng định, đã có những cái khẳng định như thế nào về cái gì ạ? Cái vai trò, về cái sức mạnh của quần chúng nhân dân, đúng không ạ? Trong lịch sử tư tưởng, trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam, các cái nhà tư tưởng của Việt Nam trong các cái thời kỳ thì cũng đã khẳng định đến cái vị trí, cái vai trò quan trọng, đúng không ạ, của nhân dân. Bạn nào có nhớ không ạ? Rồi ví dụ như là gì ạ? Trần Quốc Tuấn đã đưa ra cái kế sách đó là gì? Phải khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc. Phải khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc. Rồi là gì ạ? Nguyễn Trãi, đúng không ạ? Khẳng định là gì ạ? Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Rồi chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Đó là những cái gì ạ? Cái truyền thống trọng dân của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Từ xa xưa rồi, từ trong gì ạ? Các cái thời đại, triều đại phong kiến của Việt Nam, có những triều đại luôn gì ạ? Biết yêu thương nhân dân, đúng không ạ? Biết chăm lo cho đời sống của nhân dân, biết khoan thư sức dân để làm lợi cho dân. Đó. Rồi là gì ạ? Cho nên là gì ạ? Những cái triều đại đó chúng ta thấy là gì ạ? Luôn luôn là phát huy được cái sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh để gì? Giải phóng cho dân tộc, chống lại các cái nước đế quốc phương Bắc. Rồi là gì? Ủng hộ cho cái gì ạ? Nhân dân đã gì ạ? Góp nhờ sức để xây dựng cái chế độ đó, chúng ta thấy rất ổn định. Và gì ạ? Cái cơ sở thực tiễn để hình thành nên cái quan điểm này. Thứ nhất đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khảo sát từ cái thực tiễn của cách mạng tháng 10 Nga, thì người đã rút ra một cái bài học. Bài học đó là gì? Đó là bài học về liên minh công nông. Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải gì? Dân chúng công nông làm gốc. Muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng công nông làm gốc. Rồi là gì? Xuất phát từ chính cái bài học từ sự thất bại của cái phong trào Công xã Paris năm 1871. Công xã Paris đã thất bại bởi vì sao? Vì cách mạng chưa triệt để, bởi vì cô lập, chưa biết tập hợp liên minh công nông và những tầng lớp nhân dân khác. Do vậy mà nhanh chóng bị gì ạ? Bị Pháp, bị Đức tàn sát đẫm máu, và bài ca cách mạng thì đã trở thành gì? Bài ca ai điếu. Rồi gì nữa ạ? Xuất phát từ chính cái thực tiễn, đúng không ạ? Từ thực tiễn đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Vậy theo các bạn, chúng ta hãy nhớ lại những cái kiến thức lịch sử ấy. Thì trong các triều đại phong kiến Việt Nam, có những triều đại nào mà gì ạ? Đã không biết dựa vào dân, dẫn đến gì? Cái triều đại đó chúng ta thấy là gì ạ? Khủng hoảng và gì ạ? Sụp đổ và gì? Mất nước. Theo các bạn thì trong triều đại, trong lịch sử, các cái triều đại phong kiến ở Việt Nam thì có những cái triều đại là nào mà không biết dựa vào dân đấy ạ? Rồi cô mời bạn Hồng nè. Dạ thưa cô, là triều đại nhà Hồ, là Hồ Quý Ly, lại không dựa vào sức dân mà lại dựa vào vũ khí. Còn triều đại nào nữa? Cảm ơn em, rất chính xác, đó là triều đại nhà Hồ, đúng không ạ? Rồi còn triều đại gì nữa ạ? Triều đại gì mà không biết dựa vào dân để mất nước đấy các bạn? Rồi cô mời bạn Hoài Nhi nè. Dạ thưa cô, là triều đại nhà Nguyễn có Nguyễn Ánh ạ. Cảm ơn em. Chúng ta thấy rằng là gì, có hai cái triều đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam như các bạn nói, đó là triều đại nhà Hồ và triều đại nhà Nguyễn, đúng không ạ? Đều không biết dựa vào dân, cho nên là dẫn đến cái chế độ đó chúng ta thấy đã nhanh chóng thay thế bằng một cái chế độ khác, và gì cũng để mất nước. Mọi những triều đại nhà Nguyễn, cuối triều đại nhà Nguyễn đã gì ạ? Đã nhanh chóng đầu hàng thực dân Pháp,
để mất nước đấy, và quay trở lại gì, đàn áp nhân dân ta. Chúng ta thấy rằng đó là những cái triều đại mà đã không biết dựa vào dân, cho nên gì cũng đã đó là cái cơ sở mà chúng ta thấy rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gì nhận thấy và sau này hình thành nên cái quan điểm đó là cách mạng giải phóng dân tộc phải gì, phải biết dựa vào lực lượng của toàn thể dân tộc Việt Nam và gì, dưới sự liên minh của giai cấp công nhân và nông dân. Thế thì nội dung của quan điểm này có ba cái luận điểm cơ bản. Cách mạng giải phóng dân tộc trước hết là phải bằng lực lượng của các dân tộc bị áp bức và bóc lột. Cách mạng giải phóng dân tộc trước hết bằng chính cái lực lượng của các dân tộc bị áp bức bóc lột. Thì trong cái quá trình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng ở nước ngoài đấy, Hồ Chí Minh đã khảo sát thực tiễn của các cái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Các cái nước bị áp bức và bóc lột như các nước Á Phi, Mỹ Latin. Thì bác đã thấy rằng là các cái dân tộc bị áp bức muốn đấu tranh để gì ạ, giải phóng cho dân tộc thì phải gì ạ, phải đoàn kết lại với nhau. Và đặc biệt là cái quan điểm của Hồ Chí Minh về gì, giải phóng dân tộc phải bằng chính lực lượng của các dân tộc bị áp bức, nó nói lên cái tinh thần gì ạ, nói lên cái tinh thần tự lực cánh sinh, đúng không ạ, nói lên cái tinh thần tự lực cánh sinh. Sau khi mà bác đã viết cái bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam gửi tới hội nghị bác xây ấy, thì gì ạ, đã không được gì ạ, chấp thuận, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, sau đó thì đòi cái quyền bình đẳng và dân chủ ấy, nhưng mà không được chấp thuận. Thì sau đó thì gì ạ, bác đã khẳng định là gì ạ, công cuộc hỡi anh em, công cuộc giải phóng của anh em chỉ có thể thực hiện được bằng chính sự nỗ lực của bản thân anh em mà thôi. Do đó mà gì ạ, khi mà ở Pháp thì bác đã chủ trương thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa bị áp bức. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Và ra cái tờ báo là Le Paria ấy, đúng không ạ? Và viết nhiều những cái bài báo, những cái tác phẩm mà chúng ta thấy rằng là diện để phản đối và công kích lại cái chế độ áp bức của chủ nghĩa đế quốc và thực dân. Và đến năm mà đến khi mà diện khi mà bác hoạt động ở Trung Quốc sau này, những năm 1927, năm 1928 thì bác lại chủ trương là diện thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. Đó là cái tư tưởng là gì? Công cuộc giải phóng của anh em chỉ có thể thực hiện được bằng chính cái sự nỗ lực của bản thân anh em mà thôi. Phải đoàn kết lại với nhau và gì phải thực hiện đoàn kết để gì chặt đứt từng cái mắt xích của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản trên gì? Trên phạm vi toàn thế giới. Rồi thứ cái luận điểm thứ hai đó là phải thực sự liên minh công nông và đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Quan điểm này thì nó xuất phát từ chính gì ạ, ở cái tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin cũng như là từ thực tiễn của phong trào cách mạng tháng 10 Nga, đúng không ạ? Phải gì, phải liên minh công nông và đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Vì sao lại như vậy? Thế thì trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích là gì ạ? Công nông là gốc cách mệnh, là chủ cách mệnh. Bởi vì công nông là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội. Và là lực lượng gì? Là lực lượng chủ yếu để sản xuất ra gì ạ? Của cái cho đời sống xã hội. Đúng không ạ? Cho nên là gì? Đó là cái lực lượng gì? Họ phải liên minh với nhau và là cái lực lượng mà gì ạ? Đông đảo nhất. Phải liên minh để có thể thực hiện cái cuộc cách mạng đó. Và nhưng mà phải được đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Vậy vì sao mà lại đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà không phải là giai cấp khác? Theo các bạn, vì sao lại gì? Vì sao lại phải được cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam phải được đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà không phải giai cấp khác?
Rồi cô mời bạn Dương nào. Dạ thưa cô, là do giai cấp công nhân có hệ tư tưởng tiến bộ soi đường. Rồi, một ý kiến, đúng không ạ? Một cái lý do đó là do giai cấp công nhân có tiếp thu cái hệ tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại, đúng không ạ? Soi đường, đó là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi cô mời bạn Duyên nào. Dạ thưa cô, là giai cấp công nhân là giai cấp xuất phát từ gốc nông dân, là người chịu trực tiếp sự áp bức bóc lột của đế quốc thực dân, nên là người hiểu rõ sự đau khổ của cái giai cấp này, nên là sẽ có cái hệ, ngoài tiếp thu những hệ tư tưởng thì ở trong bản thân cũng sẽ có những cái tư tưởng để chiến đấu chống lại đế quốc thực dân. Rồi cảm ơn em. Còn bạn nào có kiến nữa không ạ? Rồi cảm ơn bạn Dương và bạn Duyên, đúng không ạ? Đã đưa ra hai cái lý do cốt lõi, đúng không ạ? Khẳng định vì sao mà cách mạng giải phóng dân tộc lại phải được đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Thì chúng ta biết rằng là gì? Giai cấp công nhân nó sinh ra từ gì ạ? Nó sinh ra xuất phát từ cái sinh ra từ cái phương thức sản xuất gì các bạn? Phương thức sản xuất gì? Giai cấp công nhân được hình thành gì ạ? Từ cái phương thức sản xuất gì ạ? Phương thức sản xuất gì các bạn? Học rồi mà quên rồi. Các bạn đã được học ở những cái môn kinh tế chính trị rồi đúng không ạ? Môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Giai cấp công nhân được sinh ra từ một nền đại công nghiệp với cái phương thức sản xuất gì ạ? Phương thức sản xuất tư bản, chủ nghĩa. Khi mà thực dân Pháp chúng sang Việt Nam xâm lược thì đương nhiên là chúng đã đưa cái phương thức sản xuất gì? Chúng đã đưa cái phương thức tư bản chủ nghĩa. Tức là gì? Thành lập các cái nhà máy, các cái gì? Các cái xí nghiệp. Đúng không ạ? Rồi thành lập các cái khu công nghiệp. Đấy. Các cái hầm mỏ, các cái đồn điền, cao su. Thì cái đó là gì ạ? Và gì ạ? Công nhân Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là tuy là cái ở Việt Nam thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó còn cái trình độ nó thấp hơn so với các cái quốc gia tư bản, nhưng mà gì ạ? Về cơ bản là gì ạ? Cái quan điểm này thì nó, chúng ta đang nói về cái quan điểm này, nó xuất phát, nó là cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin ở phương Tây. Cho nên là chúng ta thấy rằng là gì? Giai cấp công nhân, theo các ông lý giải thì giai cấp công nhân nó được sản sinh từ cái phương thức sản xuất của một nền đại công nghiệp, và do đó mà giai cấp công nhân nó đại diện cho cái gì? Một cái phương thức sản xuất tiên tiến nhất. Cái phương thức sản xuất tiên tiến nhất. Cho nên là gì ạ? Giai cấp công nhân được coi là gì ạ? Được là coi là cái giai cấp lãnh đạo, bởi vì nó đại diện cho cái phương thức sản xuất của một nền đại công nghiệp, phương thức sản xuất tiên tiến. Đó là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai đó là gì? Giai cấp công nhân thực chất hay còn gọi là cái gì? Là giai cấp vô sản. Mà vô sản tức là gì ạ? Không có gì ở trong tay cả. Không có gì ở trong tay. Cho nên là gì? Giai cấp vô sản không có gì trong tay thì đó là một cái giai cấp mà chúng ta thấy rằng là lực, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là đó là cái lực lượng tay không chân rồi. Nếu như được thì gì ạ? Được cả thế, nếu như mất chỉ mất đi một kiếp khổ, và nếu như được là được cả thế giới. Cho nên là tinh thần của họ là gì ạ? Là gan góc nhất, là triệt để nhất. Bởi vì sao họ bị áp bức, họ bị bóc lột nặng nề nhất? Cho nên cái tinh thần cách mạng của họ đi bao giờ cũng triệt để nhất và gì gan góc nhất. Họ rất gan góc, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có áp bức thì sẽ có đấu tranh. Cho nên cái tinh thần của họ gan góc nhất. Và cái lý do thứ ba, lý do hết sức quan trọng, đó là gì? Giai cấp công nhân nó đại diện cho cái phương thức sản xuất tiên tiến, cho nên là cũng là cái giai cấp mà gì chúng ta thấy là dễ dàng tiếp thu với cái lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Đúng không ạ? Cho nên là gì? Là cái giai cấp đại diện cho cái hệ tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại, đó là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi là gì? Ngoài ra thì nó cũng gì? Do xuất phát từ một nền đại công nghiệp. Cho nên là các bạn thấy rằng giai cấp công nhân nó có cái gì ạ? Nó có cái đặc điểm gì? Có đặc điểm gì khác với giai cấp nông dân các bạn? Để thưa cô là số lượng ít. Không phải. Đấy là em đang nói là gì? Cái số lượng ít.
là do trong cái bối cảnh lịch sử của dân tộc Việt Nam ở những cái năm cuối thế kỷ 19, khi mà giai cấp công nhân được gọi là giai cấp sinh sau đẻ muộn, đúng không? Là cái giai cấp số lượng ít. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang phân tích đến cái luận điểm này, thì chúng ta là gì? Phân tích chung ở đây đó là gì ạ? Nó sản xuất, nó sinh ra từ một cái nền đại công nghiệp, cho nên là gì? Nó có cái đặc điểm đó là cái tính kỷ luật cao, đúng không ạ? Nó có tính kỷ luật cao, cái tính kỷ luật và tự giác cao. Còn nông dân của chúng ta thì đương nhiên là gì? Thích thì ra ngoài đồng, thích thì thôi, đúng không ạ? Đâu có tính kỷ luật. Đấy. Chúng ta thấy thích đi làm giờ nào, tức là làm kiểu tự do, thích thì đi ra đồng, mệt thì ở nhà, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta không làm thì để dành đến ngày mai. Nhưng công nhân có được như vậy không ạ? Không được, họ có tính kỷ luật rất cao. Các bạn thấy rằng là hiện nay bây giờ cũng vậy, ở trong các cái nhà máy, các cái gì ạ? Các cái nhà máy xí nghiệp ở Việt Nam chẳng hạn, thì gì ạ? Giai cấp công nhân của chúng ta ngày làm 8 giờ, làm từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, đúng không ạ? Phải ở trong công xưởng, trong các nhà máy đó chứ làm gì mà được đi ra ngoài. Chỉ khi nào giờ nghỉ giải lao thì họ đi gì ạ? Họ đi ăn thôi, đúng không ạ? Toàn bộ thời gian đấy chúng ta thấy là gì ạ? Bởi vì họ làm trong một cái dây chuyền sản xuất. Nếu như thiếu vắng một người thì cái dây chuyền đó chúng ta thấy rằng là gì? Nó sẽ khó có thể hoạt động một cách trơn tru. Cho nên chúng ta thấy là cái kỷ luật cũng như là cái tính tự giác của giai cấp công nhân rất cao. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta thấy rằng là gì? Giai cấp công nhân là cái giai cấp mà đại diện, đúng không ạ? Là cái giai cấp mà gì? Lãnh đạo theo cái quan điểm của gì? Của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi là các cái giai cấp, cái điểm sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó được thể hiện ở cái quan điểm thứ ba, đúng không ạ? Đó chính là gì? Các giai cấp tầng lớp khác, nó chính là bầu bạn của công nông. Nếu như mà gì, theo như quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, thì các ông nhấn mạnh đến cái sự liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Có nghĩa đó là hai cái lực lượng gì? Hai cái lực lượng cơ bản, hai lực lượng thực hiện cái công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã vận dụng vào gì? Cái thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đó là phải gì? Liên minh với các giai cấp và tầng lớp khác. Vậy thì các giai cấp tầng lớp nào được coi là bầu bạn của công nông theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Bởi vì sao? Trong cái cương lĩnh, trong cái sách lược vắn tắt tại hội nghị thành lập Đảng, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là gì? Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên Tân Việt để lôi kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải kiên quyết đánh đổ. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định những cái giai cấp, những cái tầng lớp mà được coi là bầu bạn của công nông, mà giai cấp công nhân và nông dân phải gì? Phải thu hút, phải tập hợp họ trở thành một cái lực lượng đoàn kết dân tộc. Đó chính là gì ạ? Tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên Tân Việt. Bên cạnh đó thì cũng phải gì? Phải lôi kéo phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam. Thế còn bộ phận nào là cái bộ phận mà chúng ta phải kiên quyết đánh đổ? Theo quan điểm Hồ Chí Minh thì gì ạ? Bộ phận nào là bộ phận kiên quyết đánh đổ đây các bạn? Bộ phận nào ạ? Bộ phận nào phải kiên quyết đánh đổ đây các em? Bộ phận phản cách mạng ạ. Bộ phận phản cách mạng. Tất nhiên là bộ phận phản cách mạng, nhưng mà nó là cụ thể là gì? Là ai ạ? Dạ thưa cô, Tây Sai và Đế Quốc ạ. Đế Quốc và gì? Đế Quốc và gì các bạn? Dạ Tây Sai ạ. Tay sai ở đây là ai? Cụ thể là ai? Cụ thể là giai cấp nào trong xã hội Việt Nam đây các bạn? Địa chủ phong kiến. Địa chủ phong kiến. Có đúng chưa ạ? Tư sản không? Không phải. Tư sản thì đương nhiên chúng ta thấy là gì ạ? Tư sản là có tư sản dân tộc chứ.
có tư sản dân tộc và có tư sản mại bản, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Tư sản dân tộc thì gì ạ? Chúng ta vẫn là gì? Là cái lực lượng yêu nước. Rồi, tư sản mại bản, đúng không ạ? Còn gì nữa? Bạn Duyên có nói là gì ạ? Địa chủ. Nói địa chủ chung như vậy có đúng chưa các bạn? Trên đây Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là gì? Tiểu địa chủ mà. À, tiểu địa chủ mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng. Tức là cũng có địa chủ yêu nước chứ. Cái đó là cái gì rất sáng tạo ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta đang đánh đồng tất cả địa chủ. Đúng không ạ? Đang đánh đồng tất cả địa chủ với nhau. Ở đây Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nói tiểu địa chủ. Chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng mà. Tức là phải lôi kéo họ về. Thế nhưng mà cái bộ phận xa mặt phản cách mạng ở đây đó là gì? Chủ nghĩa đế quốc thực dân. Đó là gì ạ? Chủ nghĩa đế quốc thực dân. À, đó là gì ạ? Đó là tư sản mại bản. Đúng không ạ? Là phong kiến tay sai. Là gì nữa? Đó là đại địa chủ. Em nhớ là trung tiểu địa chủ. Đúng không ạ? Trung tiểu địa chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định nó là gì? Phải lôi kéo họ lại. Và các em thấy rằng trong lịch sử dân tộc Việt Nam có những gì? Có những địa chủ rất yêu nước. Họ cũng gì? Sẵn sàng là gì ạ? Bảo vệ bộ đội cán bộ của chúng ta trước sự truy lùng của gì ạ? Của đế quốc Pháp mà. Thế nhưng mà gì? Một thời kỳ chúng ta cũng đã sai lầm ở cái chỗ này. Sai lầm, các cái địa phương đã vận dụng một cách giáo điều và máy móc sau năm 1954. Cải cách ruộng đất. Cái thời kỳ cải cách ruộng đất ở Việt Nam sau năm 54 đấy. Các bạn học môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chắc các cô cũng đã nói rồi. Đúng không ạ? Đây là cái thời kỳ mà chúng ta thấy rằng là đánh đồng. Đánh đồng gì ạ? Cứ coi địa chủ là gì? Là phản cách mạng. Cho nên là gì? Chúng ta thấy là có cái hiện tượng ở nông thôn đó là gì? Cha đấu tố con, anh đấu tố em. Các cái hiện tượng đấu tố ở đây tức là gì? Để lôi kéo gì ạ? Lôi địa chủ, tất cả gì địa chủ đều bị lôi ra để gì? Đều bị xử tử. Đó là một cái thời kỳ mà chúng ta thấy ở một số địa phương đã sai lầm về điều đó. Nếu như các bạn xem cái bộ phim Thương Nhớ Ở Ai ấy, diễn ra ở một vùng nông thôn ở miền Bắc ấy. Đó là cái thời kỳ mà gì ạ? Hễ mà ai là địa chủ thì đều bị lôi ra nhà văn hóa để gì? Để bị bắt giam và bị xử tử. Bị bắn tử hình. Và những cái gia đình của địa chủ đấy thì gì ạ? Bị những cái người thân của gia đình địa chủ thì đều bị người dân dân làng họ gì ạ? Họ rất là phân biệt đối xử, tránh xa và không muốn chơi. Đó là một cái thời kỳ mà chúng ta thấy rằng là sai lầm đó đã gì ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã thay mặt Đảng Trung ương đứng trước quốc dân đồng bào trả lời báo chí và bác đã nhận, đúng không ạ? Thay mặt để nhận sai, nhận sai lầm và bác đã lấy khăn lau nước mắt, rơi nước mắt bởi vì sao? Cái dân tộc mà đoàn kết như thế mà tại sao lại để xảy ra những cái hiện tượng như vậy? Nhưng mà cái đó không phải là cái sai mà gì ạ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Trung ương Đảng đâu các bạn. Đó là cái sai của một bộ phận cán bộ ở những cái địa phương, đúng không ạ? Đã vận dụng một cách giáo điều và máy móc về cái gì ạ, cái chương trình cải cách ruộng đất. Mà chúng ta thấy rằng là ở đây thì gì ạ, cái rõ ràng cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra ngay từ năm 1930 đó là một cái quan điểm hết sức là sáng tạo, là đúng đắn trong cái việc tập hợp lực lượng đoàn kết của toàn dân. Thế nhưng mà gì cho chúng ta gì ở một số địa phương họ sai lầm, đúng không ạ? Vận dụng sai lầm, đánh đồng địa chủ. Cho nên chúng ta phải gì lưu ý ở cái điểm này. Đó là cái quan điểm rất sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thì cái ý nghĩa của quan điểm đó là gì? Góp phần bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về đoàn kết và tập hợp lực lượng. Góp phần bổ sung có nghĩa là gì? Ngoài cái liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân thì cái lực lượng chúng ta phải gì liên minh với những cái lực lượng, những cái giai cấp khác trong xã hội, đúng không ạ? Đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam, không phân biệt đảng phái giai cấp, không phân biệt gì gái trai tôn giáo hay giàu nghèo, không phân biệt đảng phái hay giai cấp nào cả. Rồi là gì? Góp phần tạo nên những cái thắng lợi to lớn cho cách mạng Việt Nam,
đặc biệt là cái chiến lược đại đoàn kết dân tộc, rồi là cơ sở cho đường lối tập hợp lực lượng của Đảng ta trong mặt trận dân tộc thống nhất. Đấy, như cô nói là gì? À, nó chính là cái cơ sở mà sau này thành lập mặt trận dân tộc thống nhất với cái tuyên ngôn là gì? Tập hợp tất cả mọi lực lượng, mọi giai cấp, mọi đảng phái, mọi tôn giáo, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo hay giàu nghèo, miễn là yêu nước và ủng hộ cho cái con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc Việt Nam thì đều được tập hợp và đoàn kết trong lực lượng đó để đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và thực dân. Rồi cái quan điểm thứ tư. Quan điểm thứ tư đó là cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở các nước chính quốc. Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở các nước chính quốc. À, thế thì ở chỗ này chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, đây là một cái quan điểm hết sức sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, trong đó khẳng định về cái mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở các nước chính quốc. Đó là cái mối quan hệ gì? Ngang hàng nhau. À, đó là mối quan hệ ngang hàng nhau. Mặc dù là khẳng định nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thế nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lại khẳng định đó là mối quan hệ ngang hàng nhau, không phải là mối quan hệ lệ thuộc. Nếu như chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định rằng à cái mối quan hệ này nó có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng mà đó phải là quan hệ gì? Quan hệ phụ thuộc. Phụ thuộc ở đây có nghĩa là gì? Cái cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa nó phải phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở các nước chính quốc. Đó là quan hệ phụ thuộc. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta kế thừa rằng khẳng định là đó là mối quan hệ luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau theo đúng cái tuyên ngôn của chủ nghĩa quốc tế cộng của diện tổ chức quốc tế cộng sản, đó là gì? Vô sản tất cả các nước và các dân tộc thuộc địa bị áp bức đoàn kết lại. Theo đúng tuyên ngôn đó thì nó có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Đúng không ạ? Thế nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lại khẳng định đó là mối quan hệ ngang hàng, không phải là mối quan hệ phụ thuộc. Mối quan hệ ngang hàng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ví gì ạ? Như mối quan hệ giống như là hai cánh của con chim và giống như con đỉa có hai cái vòi. À, vì sao người lại ví giống như hai cánh của con chim? Tức là thể hiện cái mối quan hệ gì? Ngang bằng nhau. À, con chim mà gì chúng ta thấy rằng nó bay lên được là bởi vì sao? Bởi vì nó có hai cái cánh. Nếu như chúng ta thấy mất đi một cái cánh thì còn giữ được thăng bằng không ạ? Không thể giữ được thăng bằng. Rồi như con đỉa có hai cái vòi. Lớp mình có bạn nào biết đến con đỉa không? Chỉ có những bạn nào ở nông thôn mới biết đến con đỉa thôi các bạn. Lớp mình có bạn nào biết đến con đỉa không ạ? Dạ có. Dạ có. Rồi mô tả một chút về con đỉa được không? Nhiều bạn biết thì chúng ta mô tả về con đỉa. Con đỉa nó có cái đặc điểm gì ạ? Dạ, theo em thấy thì nó nhây, nó trớn và kiểu hai đầu, đau nào cũng có thể hụt máu được nếu vì nó cắn ạ. Thế nếu như mà con đỉa mà nó bị chặt đi một cái đầu, một cái hay một cái vòi thì nó có sống được không hả Vạn Phương? Dạ có. À có. Kiểu em thấy nhiều người nói là mình chặt bao nhiêu khúc nó cũng sống được hết ạ. Nó giá như đỉa. Đúng rồi, đúng là gọi là gì ạ? Dai như đỉa, như bạn nói rất chính xác đúng không ạ? Dai như đỉa. Dai như đỉa nó có cái ý nghĩa là gì? Khi mà nó hút máu chúng ta ấy. Đúng không ạ? Khi mà nó bám vào chân chúng ta mà nó hút máu ấy, thì rõ ràng là gì ạ? Đúng là nó dai như đỉa, chúng ta gì ạ? Rất khó có thể gì làm cho nó gì ạ? Ra khỏi cái bàn chân của chúng ta. Thế nhưng mà gì ạ? Có một cái ý nghĩa khác đó là gì? Nó sống rất là dai. Đúng không ạ? Nó sống rất là dai bởi vì sao? Cũng như bạn nói là có chặt đi một cái vòi, có chặt đi mấy cái khúc. Khúc đó thì gì? Nó vẫn sống được. Bởi vì cái vòi đó nó lại tiếp tục mọc ra và nó sống và nó lại hút máu con người. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã ví chủ nghĩa đế quốc nó giống như cái con đỉa của hai cái vòi. Xuất phát từ một cái quốc gia là gì? Dân tộc. Đó là gì? Một nền nông nghiệp. Đúng không ạ? Một nước nông nghiệp. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta sinh ra một nước nông nghiệp mà. Cho nên là bác rất hiểu. Đúng không ạ? Bác rất hiểu về cái đặc điểm của dân tộc Việt Nam và bác đã đưa ra một cái hình ảnh ví von mà chắc là chỉ có Bác Hồ của chúng ta và chỉ có Việt Nam mới có thể đưa ra được cái hình ảnh ví von hay như vậy.
Còn các nước phương Tây thì công nghiệp, một cái nước, những cái nước đại công nghiệp thì chắc họ sẽ không biết đâu. Ở đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví là gì? Chủ nghĩa tư bản nó như một cái con đỉa có hai cái vòi. Một vòi bám vào giai cấp vô sản ở các nước chính quốc. Một vòi khác lại bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu như muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt đứt cả hai cái vòi. À, các bạn lưu ý là gì? Phải đồng thời cắt đứt cả hai cái vòi. Nếu người ta chỉ cắt đứt một vòi thôi, thì cái vòi còn lại kia nó vẫn tiếp tục hút máu gì giai cấp vô sản. Và con vật vẫn tiếp tục sống, cái vòi bị cắt đứt sẽ tiếp tục mọc ra. Các bạn thấy không? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cái cách ví von mà chúng ta thấy rằng là gì? Những người nông dân cũng có thể hiểu được. Người nông dân cũng có thể hiểu được cái bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Đúng không ạ? Chủ nghĩa đế quốc nó vừa áp bức giai cấp vô sản ở các nước chính quốc, vừa áp bức nhân dân ra lao động ở các nước thuộc địa. Cho nên là gì? Nó có gì? Nếu như mà muốn tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc thì chỉ có đấu tranh giải phóng giai cấp ở các cái quốc gia diện tư bản thì có thể tiêu diệt được chủ nghĩa tư bản hay không? Không thể. Không thể tiêu diệt được chủ nghĩa đế quốc mà phải đồng thời thực hiện, đúng không ạ? Cả ở các cái dân tộc thuộc địa bị áp bức nữa thì mới có thể tiêu diệt được gì? Chủ nghĩa đế quốc thực dân bị áp bức. Đó. Rồi là gì ạ? À, còn cái quan điểm của gì? Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đó là gì ạ? Không chỉ thể hiện là gì cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau và ngang hàng, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định về cái tính độc lập, chủ động, sáng tạo của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Vậy cái tính chủ động, cái tính độc lập của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có nghĩa là như thế nào? À, có nghĩa là gì ạ? À, theo nếu như quan điểm của gì quốc tế cộng sản khẳng định rằng chỉ có thể giải phóng giai cấp thì mới có thể giải phóng được dân tộc. Có nghĩa là gì? Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phải phụ thuộc vào cuộc cách mạng đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước chính quốc. Và cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước chính quốc khi mà đã giành thắng lợi rồi thì mới quay trở lại giúp đỡ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Nhưng không, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta khẳng định rằng đó không phải là mối quan hệ phụ thuộc, mà đó là gì? À, đó là gì ạ? Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa hoàn toàn có thể chủ động, hoàn toàn có thể độc lập và chủ động để giành thắng lợi trước cách mạng giải phóng vô sản ở các nước chính quốc, và sẽ giúp quay trở lại, thậm chí là ngược lại, quay trở lại giúp đỡ cách mạng vô sản ở các nước chính quốc. Đó là một quan điểm rất sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia dân tộc, đặc biệt là gì? Ở các cái dân tộc bị áp bức. Vậy cơ sở nào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khẳng định như vậy? Thì gì ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra 5 cái gì ạ? Cái lý do. Cái lý do thứ nhất là gì? Xuất phát từ chính sự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân lao động ở các nước thuộc địa họ bị áp bức nặng nề hơn nhân dân ở các nước chính quốc. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là các cái gì ạ? Các cái dân tộc thuộc địa bị áp bức, họ bị áp bức rất nặng nề, rất khổ cực. Đúng không ạ? Còn ở các cái nước tư bản thì các em thấy rằng là gì? Giai cấp công nhân họ gì? Họ vẫn còn gì ạ? Sống dưới một cái chế độ mà chúng ta thấy là vẫn còn là một cái quốc gia độc lập tự do. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chịu hai cái tầng áp bức, vừa phong kiến, vừa đế quốc. Chúng không cho chúng ta một chút quyền tự do dân chủ nào hết. Đúng không ạ? Chúng bắt chúng ta gì ạ? Phải làm đến kiệt sức. Các bạn thấy những cái hình ảnh mà gì? Nhân dân ta gì ạ? Những cái người công nhân họ bị đánh đập rất là tàn bạo, dã man. Sống trong một cái điều kiện, một cái môi trường sống không thể đảm bảo được sức khỏe để làm việc. Đúng không ạ? Có phải được ngày làm 8 giờ không ạ? Không. Làm xuyên đêm xuyên ngày. Không làm cho nhanh cho mau thì còn bị đánh cho gì? Đánh cho chết thì thôi. Đúng không ạ? Đó là một cái chế độ đó các bạn. Đấy. Rồi là gì? Thuộc địa lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Vậy theo các em vì sao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khẳng định rằng thuộc địa đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại phát triển của chủ nghĩa đế quốc đấy ạ? Vì sao ạ? Vì sao bác lại khẳng định là thuộc địa đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa đế quốc? Vì sao đây các bạn?
Rồi cô mời bạn Duyên à. Thưa cô, em nghĩ là thuộc địa là nơi mà chủ nghĩa đế quốc nhắm đến và thuộc địa là nơi mà chủ nghĩa đế quốc nhắm đến và khai thác để lấy nguồn kinh tế về phục vụ cho đế quốc về chiến tranh quốc thống. Dạ. Rồi cảm ơn em. Các bạn khác chúng ta có phân tích có bổ sung gì thêm không? Đúng như dặn bạn Duyên nói đó là gì? Đó là xuất phát từ chính cái lợi ích kinh tế. Đúng không ạ? Các nước thuộc địa chúng ta thấy cái mục đích đầu tiên mà các cái nước đế quốc thực dân có phải gì? Chúng đi khai hóa văn minh không ạ? Phải. Cái mục đích đó là gì? Chúng sang để chúng tìm kiếm gì ạ? Một cái thị trường về lao động, tìm kiếm một cái thị trường gì để tiêu thụ, tìm kiếm cái thị trường để gì? Để gì ạ? Để khai thác những cái nguồn tài nguyên nhiên liệu phục vụ gì ạ? Phục vụ cho nền kinh tế của các nước chính quốc. Đúng không ạ? Phục vụ cho nền kinh tế các nước chính quốc. Và gì? Các bạn thấy rằng là gì ạ? Trong cái lúc gì ạ? Khi mà chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn của chủ nghĩa đế quốc, chúng ta gì ạ? Tăng cường đi gì xâm lược các cái nước thuộc địa. Và chúng gì ạ? Các cái nước thuộc địa đó lại trở thành một cái nơi mà chúng khai thác. Đúng không ạ? Chúng khai thác để gì ạ? Khai thác triệt để về gì, về kinh tế, về tài nguyên thiên nhiên, về nguồn lao động để gì ạ? Để phục vụ cho sự phát triển kinh tế và phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc. Đúng không ạ? Và sau cái cuộc chiến tranh đế quốc đó, sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai, thì các bạn biết rằng là các cái quốc gia tư bản họ bị khủng hoảng nặng nề. Họ bị khủng hoảng nặng nề về gì? Về kinh tế. Các cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 các bạn thấy. Và gì? Chúng lại càng tăng cường hơn nữa. Đúng không ạ? Như ở Việt Nam chúng thực hiện hai cái cuộc khai thác thuộc địa. Khai thác một cách cạn kiệt. Đúng không ạ? Khai thác thuộc địa để lại gì? Để lại phục vụ cho gì? Khôi phục cái nền kinh tế của các nước tư bản sau cuộc chiến tranh đế quốc. Thế cho nên là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh mới khẳng định là gì ạ? Đó gì? Chủ nghĩa tư bản ở các cái nước thuộc địa để đóng một cái vị trí, một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa đế quốc là vì vậy. Và đó là ba cái lý do mà các bạn thấy rằng là vì sao mà các cái dân tộc thuộc địa họ lại có cái tính chủ động, độc lập trong việc gì ạ? Đấu tranh để giải phóng dân tộc. Bởi vì sao? Quy luật có áp bức thì sẽ có đấu tranh. Khi mà họ bị áp bức đến cùng cực thì họ sẽ vùng lên để đấu tranh. Và gì ạ? Ngoài ra thì ngoài cái tinh thần tự lực cánh sinh đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì ở Việt Nam còn có cái tiềm năng và cái sức mạnh của một cái dân tộc, đó chính là tinh thần yêu nước, là chủ nghĩa yêu nước trong một con người Việt Nam. Có áp bức sẽ có đấu tranh, và khi đấu tranh thì chúng ta thấy là gì ạ? Cái chủ nghĩa yêu nước, cái tinh thần yêu nước đó nó được gì ạ? Nó được khơi dậy một cách mạnh mẽ, đúng không ạ? Và gì ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có cái sự giúp đỡ của các cái phong trào cách mạng trên thế giới. Đó là cách mạng tháng 10 Nga, đó là cách mạng Trung Quốc. Thế các em biết rằng là gì ạ? Trong cái quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, thì nước ta đã nhận được cái sự giúp đỡ rất lớn của các quốc gia anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là trước hết là chúng ta gì ạ? Học tập được những cái tinh thần đấu tranh mạnh mẽ từ các cái dân tộc. Ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là gì? Cách mạng tháng 10 Nga, đúng không ạ? Nước Nga có chuyện lạ đời, biến người nô lệ thành người tự do. Chính những cái cuộc cách mạng đó nó đã truyền cho chúng ta một cái tinh thần, truyền cho chúng ta một cái tinh thần chiến đấu. Và chúng ta gì có được những cái hy vọng, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta học tập được những cái kinh nghiệm từ những cái cuộc cách mạng đó là một điều rất quý giá. Bên cạnh đó, sau này trong cái quá trình chúng ta gì ạ? Thấy rằng là các cái quốc gia xã hội chủ nghĩa anh em họ cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ví dụ đặc biệt như là Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Đúng không ạ? Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Các bạn thấy là trong chúng ta kể lại những cái năm mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trong cái thời kỳ của ông bà chúng ta sống ấy, có những cái vật dụng nhỏ nhất. Từ những cái vật dụng nhỏ nhất, ví dụ như là thau chậu hay là những cái chiếc xe đạp đều mang cái chữ là Liên Xô. Hay là trong chiến tranh
Liên Xô là một cái quốc gia là gì, gọi là đàn anh trong diện cái mô hình trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa, thì đã diện giúp đỡ chúng ta về rất nhiều về cái trang vũ khí để chúng ta diện, để chúng ta đấu tranh. Và diện các bạn có cái câu chuyện là diện những cái năm mà một những cái năm diện 70 đúng không ạ, những năm 80 thì diện Chủ tịch Hồ Chí Minh có gọi các đồng chí của chúng ta đến và hỏi rằng là thế các chú có biết đến gì ở B-52 không? Đúng không ạ? Khi mà miền Nam mà đế quốc Mỹ điên cuồng diện chống phá đấy, và chúng diện sẽ mở rộng ra diện chống phá ngoài miền Bắc, thì trước đó bác đã dự đoán trước, bác đã hỏi các đồng chí đến là các đồng chí có biết đến B-52 không? Thế thì các đồng chí mới trả lời là dạ chúng cháu không biết. Thế thì bác Hồ của chúng ta đã dự đoán trước là gì? Trước sau thì đế quốc Mỹ chắc chắn là chúng sẽ mở rộng chiến tranh ra ngoài miền Bắc. Chúng sẽ đưa B-52 ra để chống phá. Và gì? Chúng sẽ chỉ chịu thua khi thua trên bầu trời của Hà Nội. Thế cho nên là gì? Bác đã cử ngay các đồng chí đó sang Liên Xô, đúng không ạ? Nhờ gì? Để học về gì? Chiến đấu lại B-52, bắn B-52, tiêu diệt B-52 như thế nào? Thì gì, chỉ trong một khoảng thời gian thì chúng ta thấy là cán bộ của chúng ta đã được học những, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Đã được học những cái kinh nghiệm đó và trở về nước, và đúng như là sự thật. Và năm 1972, đúng không ạ? Đế quốc Mỹ đã điên cuồng chống phá, đưa B-52 ra gì? Ra ngoài Hà Nội. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đã giành chiến thắng. Mỹ đã chịu thua, chỉ chịu thua khi thua trên bầu trời Hà Nội. Đó là một cái dự đoán rất chính xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Đúng không ạ? Đó, dự đoán vô cùng chính xác. Các bạn thấy rằng là gì? Rõ ràng là Liên Xô xã hội chủ nghĩa là một cái quốc gia mà đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cái quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Và đây là những cái điều kiện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn, chúng ta có thể chủ động đấu tranh, và chúng ta hoàn toàn, chúng ta có thể giành được thắng lợi. Và sự thật đã chứng minh được điều đó. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn. Và cái ý nghĩa của cái quan điểm này đó là gì ạ? Đây là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần bổ sung phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về cách mạng thuộc địa, rồi tạo cơ sở và tiền đề cho cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi. Và với cái đường lối nhất quán mà Đảng ta đã đề ra, đó là gì? Độc lập tự cường là đem sức ta mà giải phóng cho ta. Cái quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nó là cái quan điểm sáng tạo, và nó thể hiện được cái tinh thần tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam. Chúng ta luôn luôn chủ động, chúng ta luôn luôn chủ động để chúng ta đấu tranh để chúng ta giành được thắng lợi. Đấy. Bên cạnh cái sự chủ động đó thì chúng ta cũng tranh thủ cái sự giúp đỡ của quốc tế đối với cái cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái quan điểm thứ năm, cái quan điểm cuối cùng trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương pháp cách mạng bạo lực. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương pháp cách mạng bạo lực. Vậy thì tính tất yếu của bạo lực cách mạng ở đây đó là gì? Trong cuộc đấu tranh gian khổ của giai cấp và dân tộc cần chống kẻ thù chung, thì phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, để giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền. Chế độ thực dân tự bản thân nó đã là hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Là gì ạ? Hành động của bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Em thấy rằng là khi chủ nghĩa đế quốc thực dân chúng sang xâm lược Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng đã đưa toàn bộ cái lực lượng hùng mạnh, đưa toàn bộ những cái trang vũ khí tân tiến và hiện đại sang. Để làm gì các bạn? Mục đích để làm gì ạ? Để đàn áp nhân dân ta, tàn sát nhân dân ta, áp bức nhân dân ta và bắt nhân dân ta phải gì? Phải nghe theo chúng, phải làm gì? Phải làm lợi cho chúng, chứ không phải làm lợi cho dân. Đúng không ạ? Đấy. Và gì ạ? Chúng ta nếu như mà chúng ta kêu gọi, nếu như chúng ta kêu gọi, chúng ta kêu gọi họ thiết lập lại hòa bình, chúng ta kêu gọi họ hãy quay trở về nước, có được không các bạn? Không bao giờ có thể được. Đó là một cái phương pháp rất khó có thể thành công, đúng không ạ?
một gọi là một cái phương pháp mà hiếm và khó có thể gì thành công. Bởi vì sao? Cái mục đích của chúng sang xâm lược chúng ta thì dùng bạo lực, thì đương nhiên chúng ta tất yếu phải dùng bạo lực rồi, để chống trả lại chúng. Nếu như chúng ta đấu tranh bằng gì, bằng cái việc là hòa, bằng cái việc là thỏa thuận hòa bình, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể diện giành được thắng lợi. Do đó mà cái nội dung quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng ở đây nó thể hiện được ba cái quan điểm cơ bản. Thứ nhất đó là gì? Bạo lực cách mạng đó là bạo lực của toàn dân và của quần chúng nhân dân. Bạo lực của toàn dân, của quần chúng nhân dân. Và diện bạo lực đó là cái sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Lực lượng chính trị ở đây là gì các bạn? Lực lượng chính là gì ạ? Lực lượng chính trị ở đây là gì ạ? Đó chính là Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trước năm 1945 và ngày 19 tháng 5 năm 1941, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không ạ, đã chủ trương là thành lập gì? Thành lập Mặt trận Việt Minh. Đó là cái lực lượng chính trị. Còn gì ạ? Lực lượng vũ trang ở đây đó là gì? Chủ trương thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944, thành lập gì? Hội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Và nó chính là cái cơ sở cho lực lượng vũ trang của chúng ta, đúng không ạ? Sau này rồi là gì? Kết hợp cả hai hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Bạo lực cách mạng là gì? Bạo lực của cả gì? Hai hình thức, đúng không ạ? Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, và phải kết hợp linh hoạt với nhau. Ví dụ như là gì ạ? Khi mà lực lượng của chủ nghĩa đế quốc thực dân còn mạnh mà chúng ta chỉ đấu tranh bằng gì? Bằng hình thức chính trị, theo các bạn có thành công được không? Tất nhiên là không. Và ví dụ như là chúng ta gì ạ? Nhân dân chúng ta gì ạ? Đổ xô ra đường biểu tình chẳng hạn. Đòi gì ạ? Pháp phải gì? Và Pháp phải trao trả lại độc lập cho chúng ta. Thì đương nhiên là khi đó gì? Cái lực lượng của chúng còn mạnh thì chúng sẽ đàn áp nhân dân ta. Nếu nhân dân ta không chịu giải tán thì chúng sẽ dùng gì? Dùng vũ khí. Đúng không ạ? Cho nên khi lực lượng còn mạnh, chúng ta đấu tranh trực tiếp với gì ạ? Quân địch ở trên chiến trường, thì chúng ta phải dùng gì ạ? Lực lượng vũ trang để đấu tranh chống lại chúng. Phải không ạ? Ví dụ như là các bạn thấy rằng là sau năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Lúc này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã gì? Nhân nhượng, ký hai cái bản hiệp định sơ bộ và bản tạm ước. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã nhân nhượng, chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì gì ạ? Chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Thì lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gì? Ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nhân dân ta bằng tất cả gì ạ? Tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, để giữ vững cái nền tự do độc lập ấy. Nhân dân ta gì ạ? Bằng tất cả gì ạ? Quốc sẻng, ai có quốc dùng quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gương. Đấy. Cho nên đó chính là gì? Chúng ta thấy là phải dùng cái, lúc đó chúng ta phải dùng cái diện lực lượng vũ trang để chúng ta đấu tranh chống lại chúng. Và khi mà diện quân địch đã suy yếu rồi, suy yếu trên chiến trường rồi, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới gì? Sử dụng cái hình thức tiếp theo đó là gì ạ? Đó là lực lượng chính trị để chúng ta diện, để giành lại cái nền độc lập. Khi mà thực dân Pháp chúng thua chặt bằng gì ạ? Bằng cái chiến lược ở trên trận Điện Biên Phủ năm 1954. Chúng đầu tư toàn lực lượng, đúng không? Chúng đầu tư toàn lực lượng vào cái chiến dịch đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta đã gì? Chúng ta đã đấu tranh và chúng ta đã giành được thắng lợi trên chiến trường. Thì lúc đó chúng mới gì? Chúng mới chịu vào ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta để ký cái bản hiệp định đó là gì? Hiệp định gì các bạn? Hiệp định gì ạ? Đó là Hiệp định Geneva, đúng không ạ? Hiệp định Geneva năm 1954. Rồi khi Mỹ gì? Khi Mỹ chỉ chịu thua trên bầu trời của Hà Nội. Khi Mỹ đã diện, chúng đã thua trên bầu trời của Hà Nội vào năm 1972. Thì gì? Chúng mới chịu ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta để ký cái hiệp định gì ạ? Geneva, Paris. Hiệp định Paris năm 1973. Đó, các bạn thấy gì ạ? Chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình. Và một cái quan điểm mà chúng ta thấy rất sáng tạo ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó gì? Đó chính là bạo lực cách mạng phải thống nhất với chủ nghĩa nhân văn và nhân đạo. Bạo lực cách mạng phải thống nhất với chủ nghĩa nhân văn nhân đạo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là gì? Máu Pháp, máu Việt đều là máu. Người Pháp, người Việt đều là người. Chiến tranh chỉ là cái giải pháp cuối cùng để gì? Tranh được thống nhất và độc lập. Đấy, các bạn thấy rằng là rõ ràng là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta gì? Rất nhân văn và nhân đạo. Cho nên là Bác Hồ của chúng ta gì? Luôn luôn tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình. Nhưng mà thực dân Pháp chúng thì tất nhiên là không chịu. Nhưng mà Bác vẫn luôn luôn cố gắng tìm kiếm bằng những cái giải pháp hòa bình. Bác đã rất nhiều lần viết thư cho gì? Toàn quyền Đông Dương. Rất nhiều lần viết thư cho nhân dân tiến bộ yêu trụ hòa bình trên thế giới. Để họ ủng hộ cho cái gì? Cho cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Để họ phản đối cái cuộc chiến tranh của các cái nước đế quốc. Và gì ạ? Cái gì ạ? Chúng ta thấy rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kế thừa những cái gì ạ? Cái giá trị của truyền thống của dân tộc Việt Nam đó là gì? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người trở lại. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người trở lại. Và diện các bạn thấy rằng là diện khi mà chiến tranh của Việt Nam kết thúc thì diện chúng ta trao trả lại tù binh cho họ. Chúng ta không giết sát, chúng ta không sát hại họ, chúng ta không giết họ, mà chúng ta gì? Trao trả lại toàn bộ tù binh cho họ để gì? Họ quay trở về nước. Đúng không ạ? Rồi là gì nữa? Bởi và diện rồi là chúng ta gì ạ? Mở cho họ một cái cơ hội, một cái con đường sống. Họ quay trở về nước gì? Còn danh dự. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta gì ạ? Tiêu diệt họ, chúng ta gì ạ? Tiêu diệt tận gốc. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chắc chắn không còn con đường lui. Thế nhưng mà chúng ta vẫn mở cho họ một con đường lui. Trao trả tù binh và cho họ trở về trong danh dự. Bằng cái việc ngồi vào bàn đàm phán để ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Với cái bản hiệp định Geneva và bản hiệp định Paris. Đúng không ạ? Đó là những cái nội dung tư tưởng mà chúng ta thấy rằng là gì? Rất nhân văn, nhân đạo và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cái tư tưởng bạo lực cách mạng gắn với diện nhân văn, nhân đạo. Vậy cái ý nghĩa của quan điểm này các bạn thấy rằng là gì? Đó là những cái tư tưởng quân sự. Đây là một cái tư tưởng quân sự rất hay của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nó đã diện được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong cái quá trình đấu tranh để giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Và đồng thời góp phần bổ sung vào cái kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về quân sự. Và đặc biệt là cái tư tưởng đó rất phù hợp với những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Kết luận, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc thì các bạn được tìm hiểu cái nội dung tư tưởng, đó là tư tưởng về vấn đề độc lập dân tộc và cái tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Thế thì gì ạ? Qua đó thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái luận điểm sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái nội dung một La Mã này. Thứ nhất là gì ạ? Nhận diện được chính xác thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa. Nhận diện được thực chất chính xác về vấn đề dân tộc thuộc địa. Tức là gì? Trong cái vấn đề dân tộc thuộc địa đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã nhận diện chính xác cái vấn đề cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa ở đây, đó chính là gì? Đó chính là vấn đề độc lập cho dân tộc. Đúng không ạ? Đó là vấn đề độc lập dân tộc. Và thứ hai, cái sáng tạo trong cái việc là gì ạ? Xây dựng và tập hợp lực lượng. Sáng tạo trong việc xây dựng và tập hợp lực lượng ở đây, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định lực lượng cách mạng phải là gì? Lực lượng của toàn thể dân tộc dưới sự liên minh của giai cấp công nhân và nông dân. Lực lượng toàn thể dân tộc ngoài gì liên minh công nông còn phải gì biết thu hút, biết tập hợp các cái lực lượng, các giai cấp yêu nước khác trong xã hội. Cái luận điểm sáng tạo thứ ba, đó là sáng tạo trong việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vấn đề dân tộc và giai cấp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhưng phải gì ở cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam phải đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Quyền lợi của giai cấp phải được đặt diện bên trong quyền lợi của giai dân tộc. Có giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng thì mới gì? Mới giải phóng được diện giai cấp. Quan điểm thứ tư đó là diện quan điểm về cái tính chủ động và khả năng giành thắng lợi trước của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Nghĩa là gì? Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, chúng ta hoàn toàn có khả năng chủ động, độc lập, sáng tạo, hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi trước và sau đó sẽ quay trở lại giúp đỡ phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp ở các nước chính quốc
đây là quan điểm sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, à, đúng không ạ? So với cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Vậy thì cái giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở đây, thứ nhất, quan điểm này là cơ sở để Đảng ta vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn nảy sinh trong thời kỳ hiện nay. Đó là gì ạ? Đó là vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, là tập hợp lực lượng toàn dân, là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Trước hết chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta đấy, à, đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cái vấn đề dân tộc và giai cấp. Nó dựa trên hai cái phương diện, đúng không ạ? Theo cái định nghĩa về dân tộc mà chúng ta đã từng giải quyết. Thứ nhất đó là gì ạ? Trong mối quan hệ giữa dân tộc với cái tư cách là dân tộc quốc gia. Thì trong giai đoạn hiện nay các bạn thấy rằng là chúng ta đã giải quyết một cách gì ạ? Hài hòa, giải quyết một cách đúng đắn giữa mối quan hệ giữa gì ạ? Dân tộc Việt Nam với các cái quốc gia dân tộc trên thế giới. Chúng ta đã có gì ạ? Chúng ta đã có gì ạ? Cái chính sách đối ngoại, đúng không ạ? Chúng ta đoàn kết, chúng ta gì ạ? Quan hệ đối ngoại với các cái quốc gia trên thế giới. Trước đây các bạn thấy rằng là có một cái hạn chế ở một cái thời kỳ mà gì ạ? Sau thời kỳ sau khi đất nước ta thống nhất ấy, thì sao ạ? Cái quan hệ đối ngoại của chúng ta lại chỉ bó hẹp ở trong gì quan hệ của Việt Nam với các quốc gia xã hội chủ nghĩa, mà chúng ta không quan hệ với các quốc gia tư bản chủ nghĩa, không quan hệ quốc gia tư bản chủ nghĩa. Đấy, các bạn thấy rằng là rõ ràng là gì? Đó là một cái thời kỳ mà chúng ta thấy rằng hễ mà diện nói đến tư bản chủ nghĩa là gì, chúng ta cứ nghĩ là diện là chúng ta không quan hệ. Đấy. Cho nên là gì? Sau này chúng ta đã cải cách, chúng ta đổi mới thì chúng ta đã nhận diện lại, giống như ở Trung Quốc đấy các bạn. Là gì? Mèo trắng mèo đen, miễn là gì? Miễn là mèo nào bắt được chuột thì chúng ta đều thì họ đều chơi hết. Đấy. Cho nên là Việt Nam của chúng ta sau thời kỳ đổi mới, chúng ta cũng đổi mới tư duy, đúng không ạ? Chúng ta nhận diện lại. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã thay đổi cái quan điểm về đường lối đối ngoại, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đấy. Và ngày nay thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Chủ tịch gì ạ? Tổng thống Mỹ cũng đã sang thăm Việt Nam, đúng không ạ? Donald Trump sang thăm Việt Nam, rồi là gì? Phó Tổng thống Mỹ vừa rồi cũng sang thăm Việt Nam. Xin lỗi, Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam là ông Obama, đúng không ạ? Và Phó Tổng thống Mỹ vừa rồi cũng sang thăm Việt Nam. Đấy. Rồi là gì ạ? Các bạn thấy rằng là ngày nay trong cái thời kỳ hiện nay đấy, thì các cái quốc gia trên thế giới, họ Việt Nam đoàn kết và quan hệ đối ngoại với nhiều các cái quốc gia tư bản chủ nghĩa, ví dụ như là Mỹ chẳng hạn. Mỹ gì ạ? Chúng ta thấy là trong cái thời kỳ COVID thì Việt Nam khi mà tình hình dịch bệnh của Việt Nam nó chưa phức tạp như bây giờ, thì trước đây chúng ta cũng còn hỗ trợ các cái trang thiết bị cho Mỹ, đúng không ạ? Trong chống dịch COVID, và sau này thì Mỹ cũng lại hỗ trợ lại chúng ta. Ví dụ như là vaccine Moderna của Mỹ, đúng không ạ? Họ tài trợ. Rồi là gì? Vaccine của AstraZeneca của Nhật. Đấy, các bạn thấy, đúng không ạ? Rồi là gì? Trong cái quan hệ giữa dân tộc là gì ạ? Dân tộc, tộc người. Tức là giải quyết mối quan hệ trong phạm vi là quốc gia dân tộc. Thì Việt Nam của chúng ta, Đảng, Nhà nước của chúng ta gì ạ? Đã giải quyết một cách rất đúng đắn và hài hòa cái mối quan hệ đó. Hài hòa mối quan hệ đó. Các bạn thấy rằng ở Việt Nam của chúng ta thì có xảy ra xung đột sắc tộc giống như ở các nước phương Tây không ạ? Không có. Đúng không ạ? Việt Nam chúng ta không xảy ra xung đột sắc tộc. Mà có chăng thì chỉ là gì? Chỉ là dưới cái sự kích động. Dưới sự kích động của gì ạ? Của các cái thế lực thù địch thực hiện diễn biến hòa bình. Ví dụ như là chúng lợi dụng về tôn giáo. Ví dụ như là gì ạ? Lợi dụng về dân tộc Hơ Mông, người Hơ Mông của chúng ta ở vùng Tây Bắc ấy, để thành lập các cái gì? Để thành lập chính quyền tự trị của người Mông. Đúng không ạ? Rồi là gì? Ở vùng Tây Nguyên của chúng ta cũng vậy, hay là vùng Tây Nam Bộ. Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là ba cái điểm nóng của cả nước. Khi mà các cái thế lực thù địch nó nhận ra được cái vị trí chiến lược, nó nhận ra được cái sự lợi dụng về tôn giáo, về tín ngưỡng để gì ạ? Chúng cho tiền nhân dân ta, chúng mụ mị đầu óc của những người đồng bào của ta để gì? Để tách ra, để thành lập những cái chính quyền tự trị riêng, để chống lại chính quyền của chúng ta. Đấy, các bạn thấy,
Cho nên là gì? Đảng nhà nước ta đã có những cái chính sách về bình đẳng dân tộc. Chính sách bình đẳng dân tộc, đúng không ạ? Bình đẳng giữa các dân tộc tộc người, đúng không ạ? Cho nên là ở Việt Nam chúng ta 54 dân tộc anh em, đúng không ạ? Sống với nhau rất hòa thuận và yêu thương nhau. Đoàn kết và gì? Đùm bọc lẫn nhau. Đó. Cho nên đó chính là cái gì? Vấn đề dân tộc và giai cấp. Rồi là gì ạ? Tập hợp lực lượng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Ngày nay các bạn thấy rằng là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta đã thành lập cái mặt trận dân tộc thống nhất, và ngày nay đổi tên đó là mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đúng không ạ? Các bạn thấy là trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa rồi đấy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy cái vai trò của mình, đúng không ạ? Phát huy cái vai trò của mình trong cái việc đó là gì ạ? Kêu gọi nhân dân ta thực hiện ủng hộ, đúng không ạ? Ủng hộ cái quỹ phòng chống COVID-19 chẳng hạn. Rồi khẳng định cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung 2 La Mã, chúng ta tiếp tục chuyển sang nội dung 2 La Mã, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nó có 3 cái nội dung. Thứ nhất đó là gì? Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là tiến lên chủ nghĩa xã hội, nó là một cái tất yếu khách quan. Thứ ba đó là một số cái đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa. Trước hết là gì ạ? Cái quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội thì Bác có nhiều những cái cách tiếp cận khác nhau. Đã có nhiều những cái cách tiếp cận khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Ví dụ như là gì ạ? Bác tiếp cận dưới cái góc độ về chính trị, tiếp cận dưới góc độ về kinh tế, rồi tiếp cận dưới góc độ về văn hóa xã hội. Thì với mỗi một cái cách tiếp cận khác nhau thì lại có một gì ạ? Lại có những cái quan điểm khác nhau về gì ạ? Về chủ nghĩa xã hội, có những cái cách định nghĩa khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng mà chung quy lại thì gì ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng là gì? Nói một cách tóm tắt và mộc mạc thì chủ nghĩa xã hội trước hết là nhằm làm cho nhân dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Rồi mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân. Các em biết rằng là gì? Cái nguyện vọng, cái khao khát của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khẳng định là gì ạ? Tôi chỉ có một cái ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nghĩa là chủ nghĩa xã hội là gì? Là làm sao cho nhân dân ta gì? Không bị chết đói, không bị chết rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là gì? Để cho dân nhân chết đói thì đảng chính phủ có lỗi. Khi nhân dân rét cũng là đảng chính phủ có lỗi. Khi nhân dân ốm mà không có thuốc thang thì đảng chính phủ cũng có lỗi. Cho nên là cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải gì? Phải làm sao cho dân nhân dân có được một cái cuộc sống đầy đủ về cơm ăn áo mà có được một cái cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng như là gì về mặt tinh thần, đúng không ạ? Đấy. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gì ạ? Tóm lại thì cái quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội như sau: chủ nghĩa xã hội là một cái xã hội ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, mặc dù còn tồn đọng tàn dư của xã hội cũ, nhưng chủ nghĩa xã hội không còn áp bức bóc lột, xã hội do nhân dân lao động làm chủ, trong đó con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, quyền lợi của cá nhân và tập thể vừa thống nhất vừa gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái quan niệm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết đó là gì ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là gì? Chủ nghĩa xã hội là xã hội ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản. Cái quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó xuất phát từ cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, đó là gì? Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định là gì ạ? Chủ nghĩa cộng sản bao gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản đó là gì? Đó là chủ nghĩa xã hội. Và giai đoạn cao đó chính là gì? Đó chính là chủ nghĩa cộng sản.
giai đoạn cao đó là chủ nghĩa cộng sản. Và ở Liên Xô, vào năm 1938 họ đã gì ạ, khẳng định là đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội. Vậy theo các bạn, thì ở Việt Nam của chúng ta hiện nay đấy, đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chưa? Các bạn đang học môn để học chủ nghĩa xã hội khoa học rồi đúng không? Theo các bạn, ở Việt Nam hiện nay đã xây dựng xong cái giai đoạn đầu tiên đó là chủ nghĩa xã hội chưa? Dạ cô, chưa. Chưa. Vậy chúng ta đang ở cái thời kỳ gì các bạn? Dạ thưa cô, là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Rồi, rất cảm ơn bạn Trọng, rất chính xác, đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa xây dựng thành công xong chủ nghĩa xã hội, tức là cái giai đoạn đầu, mà chúng ta vẫn đang trong cái thời kỳ đó là quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định là gì? Mặc dù còn tồn đọng tàn dư của xã hội cũ, nhưng chủ nghĩa xã hội không còn áp bức bóc lột. Vậy theo các bạn, cái sự tồn đọng, cái tàn dư của xã hội cũ ở đây đó là cái gì ạ? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái đặc trưng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam ấy, đó là Việt Nam quá độ từ một cái nước thuộc địa nửa phong kiến đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên là các em thấy rằng là ở Việt Nam nó có cái đặc trưng đó là gì? Cái cũ thì chưa hoàn toàn mất đi và cái mới thì chưa được hình thành. Đúng không ạ? Cho nên là nó còn tồn đọng những cái tàn dư dưới cái chế độ xã hội cũ, cái chế độ phong kiến thuộc địa Việt Nam. Ví dụ như là gì ạ? Đó chính là gì ạ? Cái chủ nghĩa cá nhân. Đó chính là gì? Đó chính là cái truyền thống lạc hậu. Đó chính là những cái thói quen và truyền thống lạc hậu. Rồi là gì? Là gì ạ? Là chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cái con người. Và diện nó chính là những cái gì ạ? Cái nếp suy nghĩ mà ví dụ như là chúng ta thấy, ví dụ như là cái tư tưởng, đúng không ạ? Cái tư tưởng, ví dụ như là tư tưởng là trọng nam khinh nữ, đúng không ạ? Đó là cái tư tưởng từ thời kỳ phong kiến và nó vẫn còn tồn tại, hay người ta trong giai đoạn nay có gọi là cái tư tưởng gia trưởng, nó vẫn còn tồn tại trong cái xã hội này, các bạn thấy. Nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng là gì ạ? Mặc dù còn tồn động tàn dư của xã hội cũ, nhưng mà chủ nghĩa xã hội nó là gì? Một cái chế độ mà không có áp bức, không có bóc lột. Một cái xã hội do nhân dân lao động làm chủ, không còn áp bức bóc lột. Mà chúng ta xây dựng cái chế độ đó là chế độ gì? Công hữu về tư liệu sản xuất, có nghĩa là tư liệu sản xuất thuộc về gì? Thuộc về ai ạ? Thuộc về toàn dân, đúng không ạ? Ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, ai không làm không hưởng. Cho nên là đó là một cái chế độ là gì? Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Vì vậy mà không có gì áp bức bóc lột và xây dựng một cái gì, một cái nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đúng không ạ? Và một cái đặc điểm nữa đó là gì? Quyền lợi của cá nhân và tập thể vừa thống nhất, vừa gắn bó chặt chẽ với nhau. Bạn nào có thể chứng minh được cái điều này không ạ? Chế độ chủ nghĩa xã hội là gì? Đó là quyền lợi cá nhân và tập thể vừa thống nhất, vừa gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó khác so với cái chế độ gì? Tư bản chủ nghĩa hay cái chế độ phong kiến các bạn? Bạn nào có thể đưa ra được ví dụ không ạ? Quyền lợi của cá nhân và tập thể vừa thống nhất, vừa gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó khác với cái chế độ phong kiến như thế nào? Khác với cái chế độ tư bản chủ nghĩa như thế nào đấy ạ? Bạn nào có thể chứng minh được không ạ? Có bạn nào cho một cái ví dụ không? Rồi bạn Đoàn Duy Khánh đâu ạ? Đoàn Duy Khánh đã quay trở lại lớp học chưa? Cô đã gọi tới 2 lần mà không thấy Đoàn Duy Khánh đâu, cho nên là gì ạ? Chúng ta thấy bạn Đoàn Duy Khánh đã vắng buổi học ngày hôm nay. Tiếp theo xin mời bạn khác nào. Không xung phong là cô sẽ gọi danh sách. Bạn Hà Tuyết Anh nào. Dạ, xin lỗi thì Tuyết Anh.
Giờ xin mời anh. Dạ, thưa cô là... Dạ, em tạm thời chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Cô đã gợi ý là nó khác so với cái thời kỳ phong kiến. Chủ nghĩa xã hội của chúng ta thì đề cao gì? Đề cao lợi ích của gì ạ? Của nhân dân ạ. Đề cao lợi ích nhân dân tức là lợi ích của gì? Đại đa số là lợi ích của tập thể, đúng không ạ? Nhưng dưới thời kỳ phong kiến thì sao các bạn? Dạ thưa cô là thời kỳ phong kiến là quan liêu bao cấp, chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Người có quyền thì sẽ chiếm vị trí quan trọng hơn ạ. Rồi cô sẽ gọi một bạn nữa bổ sung. Xin mời bạn xin mời bạn Đặng Văn Hoàng. Đặng Văn Hoàng đâu ạ? Đặng Văn Hoàng vắng. Lớp này có vẻ chúng ta hôm nay vắng nhiều nhỉ. Giờ xin mời bạn khác. Xin mời bạn Đinh Gia Linh nào. Đinh Gia Linh cũng vắng đúng không ạ? Xin mời bạn Quang Đức Tú nào. Quang Đức Tú. Dạ cô em đây cô. Rồi Tú đưa ra một cái ví dụ cho cô xem nào. Dạ cô là em nghĩ cái sự khác nhau giữa cái việc mà lợi ích của cá nhân trong chủ nghĩa xã hội là lợi ích chung của cộng đồng là nó khác với phong kiến với lại tư bản ở chỗ là phong kiến ngày xưa thì người ta theo cái chủ nghĩa là quân chủ chuyên chế và tất cả quyền lực thì tập trung vào một người là vua thì em nghĩ đó là nó không công bằng tại vì vua quân sử thần tử thì thần bất tử bất chung cho nên là nó không công bằng còn nó khác với chủ nghĩa xã hội là quyền lợi của mỗi người là bình đẳng như nhau còn đối với tư bản chủ nghĩa thì cái tư liệu sản xuất thì nó tập trung vào trong tay của một nhóm người là tư sản thì quyền lợi nó cũng chỉ tập trung vào những cái người đó thì em nghĩ nó cũng không công bằng là làm là tư sản nó sẽ cứ mãi bóc lột công nhân và tầng lớp vô sản rồi rất cảm ơn bạn Tú. Đấy, bạn phân tích những cái ví dụ rất là sắc đáng đúng không ạ? Ở đây cái quyền lợi của cá nhân và tập thể phải thống nhất vừa gắn bó chặt chẽ với nhau thì chúng ta thấy rằng đây là cái ưu điểm mang tính địa vượt trội của cái chế độ chủ nghĩa xã hội. Nó khác so với cái thời kỳ phong kiến như bạn đưa ví dụ đúng không ạ? Dưới cái thời kỳ phong kiến thì các bạn thấy toàn bộ quyền lực tập trung trong tay gì ai ạ? Đó là vua đúng không ạ? Cái hệ tư tưởng đạo đức của họ đó là gì? Chung là phải chung với vua thôi đúng không ạ? Đó là quân sử thần tử thần bất tử bất chung. Quân sử thần tử thần bất tử bất chung đấy các bạn thấy rằng là gì? Dưới cái chế độ phong kiến đó rồi tất cả những cái hệ tư tưởng về đạo đức, hệ tư tưởng về gì ạ? Về pháp luật tất cả gì đều phải phục vụ cho gì ạ? Cho một cái ông vua. Cho nên đó là cái lợi ích của cá nhân phải được gì ạ? Ở dưới cái chế độ phong kiến thì lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu. Hay dưới cái chế độ gì ạ? Tư bản chủ nghĩa cũng vậy. Các bạn thấy là cái sự phân hóa về giàu nghèo ở các cái nước tư bản chủ nghĩa nó rất là gì ạ? Phân hóa rất là gì ạ? Nặng nề. Đấy. Người giàu thì rất giàu nhưng người nghèo thì rất nghèo. Bởi vì sao? Nó xuất phát từ chính cái gì ạ? Tư liệu sản xuất nó tập trung trong tay của giới tư bản. Chứ không phải là tư liệu sản xuất đó là tư liệu sản xuất công cộng, là tư liệu sản xuất toàn dân. Mà cái tư liệu sản xuất đó tập trung trong tay của gì? Của giới tư bản nhà giàu. Giai cấp công nhân vẫn gì? Họ vẫn bị đi làm thuê, họ vẫn bị áp bức về gì? Cái gì? Cái giá trị thặng dư. Đúng không ạ? Cho nên là họ vẫn cứ đấu tranh nó thôi. Các bạn thấy. Và gì? Các em thấy rằng là ở các cái nước tư bản thì gì? Người giàu có tiếng gì? Người giàu họ có tiếng nói. Đúng không ạ? Ví dụ như bầu cử là gì? Các cái phiếu của đại cử tri nó rất có giá trị. Phiếu của đại cử tri rất có giá trị. Đấy, tức là của cái giới gì? Của giới nhà giàu đấy các bạn. Cho nên là đó là cái lợi ích mà các bạn thấy rằng là
cái lợi ích của gì ở của các cái chế độ đó thì đề cao cái lợi ích cá nhân. Thế còn dưới chế độ chủ nghĩa tư bản thì cái quyền lợi cá nhân, cái lợi ích cá nhân nó phải thống nhất với cái lợi ích của tập thể và phải có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúng ta thấy dưới cái chế độ chủ nghĩa của chủ nghĩa xã hội thì cái tư liệu sản xuất đó là tư liệu sản xuất công cộng. Cái tư liệu sản xuất đó nó thuộc về gì? Thuộc về toàn dân, đúng không ạ? Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau. Đấy. Và gì? Cán bộ, đảng viên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, cán bộ đảng viên phải là gì? Phải là công bậc của nhân dân, đúng không ạ? Cán bộ đảng viên phải là công bậc của nhân dân, là gì ạ? Là đầy tớ của nhân dân. Đấy. Tất cả gì? Tất cả cái gì ạ? Cái bộ máy của nhà nước chúng ta, nhà nước đó là nhà nước, không phải là nhà nước chỉ của giai cấp công nhân đâu, mà nhà nước đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và gì? Và vì nhân dân, tất cả phục vụ vì gì? Vì cái lợi ích của nhân dân. Cho nên là các em thấy rằng là đó chính là những cái gì ạ? Cái quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một cái chế độ chủ nghĩa xã hội, mà qua đó thì chúng ta cũng đã thấy được cái sự ưu việt của cái chế độ chủ nghĩa xã hội so với những cái chế độ khác, đúng không ạ? Rồi như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung thứ nhất, đó là cái quan niệm Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Bây giờ xin mời các em, chúng ta sẽ nghỉ giải lao đến 7 giờ. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta quay trở lại tìm hiểu nội dung tiếp theo.